Điều này chào mấy bác nha, không dành cho số đông nghe mấy bác nha, nói rõ ràng không dành cho số đông. Thì đây là con Maru chạy động cơ hybrid. Đó. Thì em cũng nói rõ về là nó mới gần như mới 100%. Và bên em không có đụng chạm một cái gì luôn. Về em vô xăng nổ luôn, vú bơm xăng bơm xích là nguyên đai nguyên kiện của nó luôn. Nó như thế nào là về nó như này luôn này. Thậm chí cái dây móc này này là bên Nhật nó đang móc để mà nó máng vô người nó để cho nó khỏi rớt đó. Nó rất là nhẹ con cưa này, thì giá của nó rất là chắc, không dành cho số đông mà em nói rõ ràng rồi. Nó về là nguyên đai nguyên kiện như thế này, đây lam này, bao lam này, nó về y vậy luôn, cũng dây như vậy luôn, Make in Japan. Đấy, mọi người nhìn con cưa cỡ này thì chưa cỡ này, cưa này thì về xài sướng cực kỳ luôn. Rồi ok, thì nó khảy cái nổ ai, đây bật công tắc này. Bật này. Chỉ cần hai ngón tay thôi. Chà, hơi căng. Hai ngón tay thôi. Hybrid. Thì em nói rõ nó không dùng cho số đông nha, không dành cho số đông bởi vì cái giá nó cao lắm. Rồi ok, thì đợt trước bên em cũng về được 2 con, thì đợt này về được con thì thôi để em test lên em cưa với cái khúc cho vui nha. Chà, chà, chưa bật công tắc. Đấy, cưa mình lên gà nó nhịp con máy ghê thiệt. Con này nguyên đai nguyên kiện, giá nó chắc lắm nha, nên là mấy bác thông cảm chứ không phải gì nhập cao. Đợt này cưa nó cao lắm, nó không như đợt trước nữa đâu. Thì tất nhiên một con thì nó cũng ví dụ như có đắt thì đắt lên 100-200 thôi. Rồi, mấy bác mà yêu thương con này thì hãng alo, con này đúng 2,5 triệu bên em bao ship tận nhà. Rồi ok. Đấy. Không có đâu nha, thiệt sự mấy bác sẽ không có. Sẽ không có, cái nhông của nó trong chưa lăn luôn. Cái nhông trong á chưa lăn luôn, cái nhông bên sên nó chưa lăn luôn. Thì chắc chắn là không có. Rất là hiếm. Rồi ok, cảm ơn mọi người.